Hi, xin chào cả nhà, lại là em Mimi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà làm facial cho mùa hè. Facial cho mùa hè có nghĩa là sao? Là hiện tại đang mùa hè, mùa nắng nóng thì mình phải làm những cái loại facial nào để cho phù hợp cho da của khách, mà khách vừa có giống như là thấy được sự cải thiện trên da mà vừa mang lại cảm giác giống như relaxing cho khách luôn. Thì á, cái tình trạng da của cô khách ngày hôm nay của mình á là nó kiểu giống như là da nhạy cảm, nên mọi người thấy là da hơi ửng hồng hai bên má, và giống như là nếu mà nhìn cái vùng cằm á, là cô khách của mình đó là đang có nhiều mụn ẩn ở trên trán ngay đây, thì có giống như vài cái mụn giống như là hẳn nó viêm, là nó đang viêm. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách làm facial để mình lấy đi những cái bã nhờn và những cái da chết ở trên da ngày hôm nay. Thì đầu tiên ở trong một liệu trình làm facial lúc nào mình cũng sẽ vào và mình steam. Steam á thì mình sẽ là steam nóng nha mọi người, mình steam khoảng da từ ít nhất là 2 phút. Và mình sẽ bắt đầu cái step đầu tiên cho cái sữa rửa mặt của mình. Thì sữa rửa mặt đầu tiên á, thường thường em sẽ xài là cái CXS Cleaning Gel, là cái chai này đây. Thì đây sẽ là cái bước số 1 ở trong cái liệu trình rửa mặt của mình nha mọi người. Và đây cũng là cái bước số 1 ở trong cái bộ sản phẩm 5 trong 1 của công ty mình luôn. Thì nó là gel. Nó là một dạng gel trong nha mọi người. Thì á, cái này đầu tiên nó sẽ rửa hết những cái giống như bã nhờn ở trên da, nhưng mà là trên bề mặt da thôi. Thì mình sẽ đi từng lớp, mình đi từ ngoài vào trong. Thì cái này nó là một dạng mà gel, nhưng mà nó khi mà mình hòa tan với nước, mình nhũ hóa xong nó sẽ biến thành là dạng bọt nha mọi người. Thì khi mà mình nhũ hóa là nó biến thành bọt, là mọi người thấy không, là nó sẽ có bọt gì nè. Bọt sẽ là bọt mịn, và thường thường em sẽ xài sữa rửa mặt những cái loại mà nó không có hạt, nó không có hạt ở trong, thì mình không có sợ là mình khi mà mình rửa mặt cho khách á là khách bị chày da nha mọi người. Dạ đúng rồi chị Hương, ở trong quá trình mình rửa mặt đó là mình sẽ để cho máy steam nó chạy luôn, chứ mình không có tắt máy steam nha. Khi mà mình xoa là mình đẩy ngược cái chiều mà giống như da nó sệ nha mọi người. Cái bước thứ hai á, cái sữa rửa mặt thứ hai mà mình sẽ sử dụng nó sẽ là Biclonic Face Cleanser nha mọi người. Thì cái này á, là nó dạng giống như là lotion. Thì cái này nó sẽ giúp tất cả những cái dưỡng chất ở bên trong cái sữa rửa mặt này nó thẩm thấu. Tại vì nó lotion thì nó sẽ dễ thấm hơn là cái gel hồi nãy, và nó thẩm thấu bên trong lỗ chân lông. Và ở bên trong này nó có acid AHA và acid BHA luôn. Công dụng của nó sẽ làm cho thấm sâu vào lỗ chân lông, và nó tẩy đi, nó ăn hết đi những cái bã nhờn cho mình nha. Dạ đúng rồi chị, cái này á, là nó sẽ giúp giống như là ngăn ngừa những cái mụn ẩn á. Tại vì á, mụn ẩn thường thường là mụn dưới da. Thì cái này á, cái sữa rửa mặt này nó sẽ thẩm thấu sâu ở bên dưới da cho mình. Mình cũng sẽ xoa đều cái sữa rửa mặt này, và sau đó mình sẽ lấy hai miếng silicone pad loại này nha mọi người. Thường thường trong các service của em, ở trong những cái bước tẩy rửa,
Tại vì đa số những cái sản phẩm của mình á là nó đã có chất giống như axit ở trong đó rồi, là nó đã làm được cái nhiệm vụ là tẩy da, tẩy tế bào chết và thấm sâu để làm sạch bã nhờn ở bên trong lỗ chân lông. Nên thường thường em sẽ không có rửa bằng máy. Và sau ba cái bước tẩy rửa trên da mình sẽ đi máy hydro nữa nha mọi người. Dạ đúng rồi chị, tất cả những cái này mình không cần rửa ra, mình chỉ cần apply giống như thêm vào thôi. Tại vì á, nó là những cái chất active ingredient, có nghĩa là nó là thành phần nó mạnh đó, nên nó sẽ có thể kết hợp được với nhau và làm tăng lên cái độ mạnh trong các bước tẩy rửa của mình. Thì nãy giờ bước này là bước thứ 3 rồi mọi người. Cái chai mà em mới sử dụng là chai này đây. Đó, Cleansim nha mọi người. Nếu mà ai muốn mua bộ sữa rửa mặt thì có thể comment ở bên dưới là bộ sữa rửa mặt. Sau khi mà mình bỏ cái cleansing này xong, mình sẽ làm cho cái da mặt nó hơi ẩm chút xíu nha mọi người. Dạ hôm nay em không có ai phụ em đọc comment, nên nếu như mà các anh chị có câu hỏi gì cứ comment ở bên dưới. Nếu mà muốn mua supply cứ comment, và muốn biết thông tin về Love Facial của công ty Journal mình thì cứ comment ở bên dưới. Lát nữa khi mà em like xong em sẽ đọc comment và em trả lời cho mọi người nha. Mình sẽ lấy sau cái bước này mình sẽ xài skin scrubber nha mọi người. Skin scrubber của công ty mình đây mọi người. Đó, 3 trong 1. Thì đầu tiên em sẽ sử dụng cái chức năng cleansing để lấy hết những cái giống như là bã nhờn ở bên sâu, ở bên trong lỗ chân lông nè. Thì một cái của cái này mọi người thấy nó có cái đầu gập nè. Mọi người cứ nhớ cho em, để mình lấy ra những cái chất dơ thì giống như mình cào nó ra, thì mình sẽ lật cái đầu này xuống để mình cào hết những cái dơ ra nha mọi người. Dạ cái máy này mình có thể an toàn để mình xài cho cá nhân mình, hoặc là giống như mình mua về mình xài cho khách trong tiệm cũng được. Mình xài kết hợp với những cái máy 4 trong 1, máy facial 4 trong 1 của công ty mình đó mọi người. Ở đây cổ đang có một cái cục mụn. Cái máy này mình cũng có thể lấy được mụn cám, mụn đậu đen luôn á mọi người. Khi mà mọi người thấy mình steam khoảng 5 phút rồi á, là cái da mặt của khách nó bắt đầu kiểu như là lỗ chân lông nó nở rồi đó, thì mình có thể tắt cái steamer nha mọi người. Còn nếu mà cho những khách mà mụn nhiều, hoặc là giống như là da mà có nhiều dầu thì mình có thể để steam lâu hơn chút xíu, tới khi nào mình thấy là da nó, những cái lỗ chân lông nó nở ra rồi nó đủ. Nó đủ để giống như mình đi những cái máy á, thì mình có thể tắt cái steamer đi. Lý do tại sao bị mụn ẩn hả chị? Rất là nhiều. Thứ nhất đó là do mình có nhiều dầu ở trong da nè, mình rửa mặt không có kỹ, hoặc là mình rửa mặt mà rửa quá nhanh đó mọi người, là cũng dễ bị mụn ẩn luôn á. Hoặc là lâu ngày mà mình không có tẩy tế bào chết cho da, mình cũng có thể bị mụn ẩn. Mà đặc biệt là da nhạy cảm đó, thường thường nó sẽ là da mỏng,
mà mình cứ nghĩ là ồ da nhạy cảm nên mình không cần phải tẩy tế bào chết cho da. Cái đó là một sai lầm nha mọi người. Tại vì cho dù da nhạy cảm vẫn hình thành da chết nha mọi người. Và nếu mà mọi người thấy đa số cái da cái mụn ẩn của cô model ngày hôm nay em làm á, toàn là mụn nước không à, mụn nước mà ở ở dưới cằm, ở trên trán. Mụn này có nghĩa là họ có thể là do cái sữa tắm hoặc là cái sữa cái gội đầu của mình á, cái dầu xả nó dưỡng với da mình nữa nha, nên rất là nhiều nguyên nhân. Mọi người thấy em có thể giống như mình dùng một bên của cái skin scrubber này nè để mình nặn mụn á. Và mụn cám thì rất là nhiều luôn nha mọi người. Em mới làm một bên mà mọi người thấy nè, có cám nè. Đó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao mà họ khi họ đến làm facial mình lấy ra thịt được những cái dơ, những cái bã nhờn trên da cho khách như vậy nè. Một tháng mình chỉ cần làm facial một lần thôi mọi người, thì cái da nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì á, nó sẽ ăn giống như là nó không còn cái gì rào cản nữa, thì bao nhiêu dưỡng chất á mà mình làm á là nó sẽ ăn vào hết ở bên trong cái khi mà mình thoa kem hay này kia, những cái serum của mình là nó sẽ thấm sâu được vào bên trong nha mọi người. Còn nếu mà mình không có tẩy tế bào chết, đôi lúc á không cần biết là sản phẩm của mình xịn mắc tiền cỡ nào nha. Nếu mà mình có da chết đó là nó sẽ không có ăn, tại vì nó cạn, những cái tế bào chết đó nó cạn lại hết rồi. Sau khi mà mình làm xong các bước clean da của mình thì bây giờ mình bắt đầu mình chạy hydro nha mọi người. Hydro thì em sẽ chạy hydro bằng cái máy hydro 4 trong 1. Cái máy hydro 4 trong 1 của công ty mình thì đây sẽ là cái đầu hydro nè mọi người. Thì cái này nó sẽ clean da bằng lực nước nha mọi người. Là mình phải căng da hai chiều nha mọi người. Nhớ cho em, khi mà mình chạy cái đầu hydro á là nó chỉ được ửng hồng như vậy thôi, chứ nó không có được lên những cái lằn giống như là mình đang cạo gió trên mặt khách. Cái đó là mạnh quá nha mọi người. Và sau khi mà mình chạy hai trà xong á là cái mặt đó nó sẽ không có bị cô model của mình là da nhạy cảm đó mọi người, bởi vậy nên á khi mà mình làm cho khách hàng nhạy cảm á là mình phải căng da nha mọi người, chứ không thôi á nó rất là dễ bị trùng da. Khi mà nó bị trùng á có thể là nó xước da hoặc là nó lên những cái lằn giống như là cạo gió, thì có nghĩa cái đó là quá mạnh.
những cái chỗ mà mình thấy có mụn á, mình có thể tập trung mình hút lại những cái chỗ đó, giống như cái chỗ mình cắn mũi nha, mình hút cho nó sạch nha. Thì khi đó mà mình làm cái hai trà xong á, là mọi người thấy da nó sẽ rất là sạch và nó sẽ chỉ giống như là ửng đỏ ửng hồng thôi, chứ nếu mà nó lên những cái sọt cạo gió là cái đó là mình biết là mình đã đi hơi mạnh tay và đi hơi sai nha. Thì sau khi cái này á, là em sẽ bỏ mask ngày hôm nay em sử dụng á, sẽ là cái skin gym cho mọi người. Thì skin gym đây trước khi mà mask á, là mình sẽ bỏ khăn nóng để mình clean lại toàn bộ tất cả những cái sữa rửa mặt, những cái gì mà nãy giờ mình tẩy rửa. Mình có làm chung dịch vụ brow lamination và facial được không em? Dạ, em khuyên là không nên nha chị. Ít nhất á, là nếu như mà chị làm brow lamination, chị cũng phải chờ khoảng 3 ngày rồi hãy nên làm facial và cũng ngược lại. Có nghĩa là làm facial hôm nay thì đợi 3 ngày sau mình hãy nên làm brow lamination, tại vì nhiều hóa chất á, với lại brow lamination á, nó có thể làm phỏng da ở trên cái eyebrow á chị. Nên mình không có nên làm hai dịch vụ đó chung cùng một ngày nha. Skin gym của mình nó sẽ là mask màu xanh nè mọi người. Thì đó là lý do tại sao mà em hay nói cái này giống như là thức ăn sạch, đồ ăn ở cho da vậy đó. Em sẽ dứt giống như cái mask của mình vào một cái chén giống như vậy nè, và sau đó em thoa đều lên trên da. Thường thường cái mask này nếu như mà ở nhà mình có thể bỏ lên và mình để giống như 15 phút luôn. Còn nếu như mà mình đang xài ở tiệm cho khách á, thì sau khi cái này á, mình sẽ chạy đầu high frequency. Thì cái nhiệt á, cái năng lượng ở trong cái đầu high frequency đó, nó sẽ giúp làm cho thon gọn cái mặt của mình. Và đồng thời nó giúp những cái dưỡng chất á, nó thẩm thấu sâu hơn. Thì đây cũng là một cái trong những cái lý do mà em rất là thích xài những cái mask mà nó dạng kem, nó dạng lotion đó mọi người. Dạ, skin gym này nếu như mà hả mình mua mình cũng có thể tự xài cho mình mỗi tuần một lần đó nha mọi người. Giống như hả mình đi làm nail nhiều, hóa chất nhiều á, thì tất cả những cái này nó giúp nuôi da và làm sạch da. Cái một điều mà em thích đó, từ cái hãng này á, nó là một cái hãng của Mỹ và tất cả sản phẩm nó làm ra từ các chuyên gia dược sĩ giống như mà chuyên về da liễu của Mỹ á. Cái này mình có thể bỏ lên môi luôn chị. Dạ, lát nữa em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình đi RF bằng cái máy 4:1 mà đi lên môi luôn nha. Dạ. Đó. Mình chỉ cần một lớp mỏng thôi chị, mình không có cần dày lắm đâu. Mình chét dày nhiều quá ha, sọt loi mình mắc.
tiền mà. Dạ đúng rồi chị Lê ơi. Đó, mình chỉ cần pha một lớp mỏng thôi. Đủ giống như là một cái chất bôi trơn để mình đi cái RF của mình á, để những cái dưỡng chất này nó thấm. Tại vì ở trong cái skin gym này á, gym á, chẳng qua nó là enzyme á mọi người, thì á, nó là giống như có những cái tinh thể thông minh nó sẽ len lỏi vào bên trong những cái lỗ chân lông của mình. Công dụng của nó sẽ giống như ăn sạch hết những cái dơ. Và những cái dưỡng chất á, khi mà không có cái dơ nữa, nó dễ gì nó thẩm thấu sâu hơn vào bên trong lớp hạ bì của da nha. Thì đây á, là cái đầu RF nè mọi người. Đó. Thì khi á, mà mình bật cái đầu này lên á, cả nhà sẽ feel được là giống như nó hơi ấm ấm thôi à, chứ nó không có nóng hay nó giật. Nhưng mà cái này là một dạng của điện di. Khi mà mình nói tới điện di có nghĩa là dòng điện di chuyển. Nếu mà mình không di chuyển thì nó sẽ bị sao? Là khách mình sẽ bị giật điện nha mọi người. Với lại á, tổng cộng ở trên này á, nó có những cái chấu. Thì toàn bộ những cái chấu, cái chân này á, nó phải bám trên bề mặt da. Chỉ cần á, nó lift lên một cái là dễ bị giật điện á mọi người. Tại nó là dòng điện tần số cao á. Và mình sẽ đi theo cái chiều xoáy tròn nha mọi người. Mình đi lên mũi được luôn chị. Tất cả những cái mà mặt nạ mà dạng kem á, thì mình có thể sử dụng cái này để mình giúp cho những cái dưỡng chất trong cái mặt nạ kem á, nó thẩm thấu sâu hơn. Còn nếu mà mặt nạ mà bằng đất sét á chị, thì là mình không có đi cái này được nha. Tại đất sét nó mà bám như cái đầu này á, khó rửa lắm. Mình đi cái máy này khoảng bao lâu hả chị? Thường thường á, trên mỗi khách em sẽ đi khoảng chừng 2 vòng là 2 lượt. Và sau đó là em sẽ giống như đi lại kỹ giống như những cái phần mà giống như hai bên gò má, hai bên cánh mũi, môi, hoặc là hồi nãy cô khách của mình ngày hôm nay có nhiều mụn ẩn á, mà ngay cằm á, với lại những cái chỗ mà hồi nãy em nặng mụn vô cổ thì em sẽ đi lại những chỗ đó, thì tính ra là khoảng 2 vòng rưỡi nha mọi người. Mình đi á, mình xoáy tròn và mình hơi giống như dùng lực á, mình hơi đè nhẹ cái đầu xuống thôi nha mọi người, chứ mình không có đè mạnh. Đó, bây giờ em đi lại vòng thứ hai nè. Mình đi mình phải feel được á, là các anh chị á, khi mà mình xài cái đầu RF này là mình sẽ thấy được là kem nó thẩm thấu vào trong da, mình nhìn mình thấy được. Hồi nãy á, lúc mà mình bỏ lên là kem nhìn nó dày á, nhưng mà bây giờ sau khi nó thấm á, là mình thấy ồ cái lớp kem nó mỏng ra. Và cái da của cô khách của mình á, là nó sẽ không có còn đỏ nhiều giống như hồi nãy nữa. Dạ, khi mà mình đi tập trung lại cái lần thứ 3 đó, là sau cái lần 2 này là mình chỉ đi những cái chỗ mà mình cần phải đi thôi, chứ mình không cần đi hết nguyên một mặt nữa. Một điều lưu ý là khi các anh chị đi cái máy RF, tại vì nó có dòng điện tần số cao, nên nếu mà khách có giống như đeo răng giả nè, hoặc là giống như có piercing á, giống như mấy cái đeo mấy cái khuyên ngay mũi hay ngay miệng, là mình sẽ nói khách tháo ra nha mọi người, chứ không thôi là sẽ bị giật điện. Với lại khi mà khách hàng đang có bầu, em khuyên cũng không nên đi cái máy này nha mọi người. Hydra vẫn đi được, nhưng mà cái đầu này không có được. Những cái gì mà nó có thể xuyên qua da, nó đi được sâu vào bên trong cơ thể thì nó có thể ảnh hưởng tới em bé. Bởi vậy nên là em khuyên là mình không có nên đi cái high frequency ở trên khách hàng mà mang thai nha. Ok. Sau
sau khi mình đi hai lượt xong á thì mình sẽ lấy khăn nóng để mình lau sạch tất cả những cái mặt nạ này đi. Mình sẽ đắp lên miệng nè, mình giữ ở đây nè, mình kéo lên. Dạ, lớp facial của công ty Zernal mình á, hiện tại là mình chỉ đi tập trung ở 3 tiểu bang chính là Texas, Georgia, Atlanta, ở thành phố Atlanta và ở Florida, ở Tampa thôi nha mọi người, là 3 trụ sở chính của công ty mình. Tại vì khi mà tụi em đi dạy facial có rất là nhiều máy móc á, nên khó để mình di chuyển và đi nhiều tiểu bang. Nên nếu mà các anh chị nào mà muốn đăng ký lớp facial thì mình có thể đăng ký ở 3 tiểu bang đó dùm cho em nha. Nếu mà anh chị nào mà muốn biết thêm thông tin về lớp thì có thể comment chữ lớp ở bên dưới. Dạ, khăn này sẽ là khăn nóng luôn á chị. Mình không bao giờ mình xài facial mà khăn lạnh nha chị. Ngay cả mùa hè á, mình cũng không xài luôn nha. Mình có thể xài steam lạnh nhưng mà mình không nên xài khăn lạnh. Tại vì mình muốn giống như là mỗi lần mình xài cái khăn nóng này á là nó sẽ giống như lau sạch đi hết tất cả những cái sản phẩm mà mình thoa ở trên da á, để nó không có bị trộn lại với lại cái bước tiếp theo của mình, sản phẩm ở cái bước tiếp theo của mình. Thì thường thường á, sau cái mặt nạ này á, nếu như mà khách hàng muốn add on, có nghĩa là muốn thêm vào, hoặc là giống như cái facial của mình nó mắc tiền hơn, mình có thể add thêm giống như là cho nằm đèn 7 màu LED. Nhưng mà giống như thường thường live stream thì em live thời gian có hạn nên em sẽ skip cái đèn, chứ nếu mà đúng các bước ở trong lớp của mình là có đèn nữa chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi chị Lisa nhớ bài giỏi quá. Thì bây giờ sau khi mà mình đã mặt nạ xong, mình lau sạch sẽ rồi, thì bây giờ các bước skin care, thì đây sẽ là cái bộ sản phẩm 5 trong 1 của công ty mình nè mọi người. Thì nó sẽ từ sữa rửa mặt, serum tẩy tế bào chết, serum cho da, face lotion, kem dưỡng ẩm và cái này là kem chống nắng. Một bộ sản phẩm này bao gồm 5 sản phẩm, giá là 205. Thì hồi nãy mình đã sử dụng sữa rửa mặt rồi, thì bây giờ em sẽ sử dụng là serum là cái bước thứ hai nè mọi người. Thì cái serum này nó là sẽ là vitamin C dạng lỏng, dạng nước nha. Nên khi mà mình xài á, nó nước giống vậy nè mọi người. Đó, mọi người thấy nó lỏng le, lỏng lét luôn á. Nên nếu như mà cái này á, mà mình thoa thẳng trực tiếp ở trên tay á, trên da á, thì á, đôi lúc là khách hàng á, giống như là chưa kịp thấm vô da khách hàng là nó thấm hết vô tay mình rồi. Dạ, cái này là vitamin C mà dạng tươi á chị. Nên nó rất là lỏng, thẩm thấu rất là nhanh luôn. Thì tất cả những cái sản phẩm mà nó có nước á, thì mình sẽ dùng động tác là vỗ vào nha mọi người. Cái bước tiếp theo mà em sẽ sử dụng á, là chai này. Nó là BioClear Face Lotion. Thì á, mỗi lần mọi người thấy chữ BioClear, mọi người biết chắc chắn luôn á, là nó là sự kết hợp giữa acid HA và acid BHA. Và cái công dụng của các loại acid này á, nó rất là lành tính cho da. Khi mà nó trên da mình á, nó chỉ đi tìm những cái dơ, những cái bã nhờn, những cái mà giống như là da sùm, da chết á, để mà nó ăn hết những cái dơ đó thôi. Thì á, thời gian đầu khi mà mình mới sử dụng á, nếu như mà chị nào mà bị cái cảm giác là nó hơi châm chích, tại vì nó làn, nói gì thì nói nó cũng là acid đó, thì mình có thể xài cách này.
hoặc giống như mình xài một ngày rồi mình ngưng 2 ngày rồi mình mới xài lại, tới khi nào mà cái da của mình nó quen rồi đó mấy chị thì mình mới bắt đầu mình xài mỗi ngày. Cái này nó sẽ giúp là giống như tất cả những cái dưỡng chất mình đưa vào da nó thẩm thấu sâu hơn, tại vì nó không có cái gì cản nó nữa. Và bước tiếp theo á, sẽ là cái Transformation Face Cream nè mọi người. Thì nó là dạng giống như là cream nhưng mà hơi lỏng. Thì cái này là một trong những cái loại kem dưỡng ẩm rất là an toàn để sử dụng trên da khi mà mình đang mang bầu, hoặc là giống như chị nào mà ở những cái vùng mà giống như là trời lạnh á, mình hay bị da khô, da nứt nẻ, thì em khuyên nên chuyển qua xài cái hiệu này nha. Cực kỳ sướng luôn á. Mình chỉ cần xài 2 tuần thôi là mình thấy cái sự thay đổi rõ rệt ở trên cái da mình luôn. Và nó là sản phẩm của Mỹ, bởi vậy nên nó rất là an toàn để mà xài. Thì thường thường kem chống nắng em chỉ sử dụng trên khách hàng khi mà em làm facial cho khách trước 6 giờ chiều. Còn nếu mà sau 6 giờ chiều á, khi mà em làm facial cho khách á, thì lúc đó mà mình cảm thấy là hết nắng rồi á, là mình cũng có thể không cần xài cái kem chống nắng nha mọi người. Dạ, ở trong lớp của mình đó là mình sẽ được dạy giống như các thao tác massage mặt, và bên cạnh đó là các thao tác nhấn huyệt để giúp thon gọn và trẻ hóa da luôn nha mọi người. Tại vì đó, có những cái huyệt rất là quan trọng á, mình nhấn phải nhấn đúng chỗ thì nó mới sướng. Mọi người, thì đây là liệu trình để làm basic hydrafacial mùa hè để cho da nhạy cảm. Thì mọi người thấy hồi nãy da của cô model mình nó rất là khô, mụn ẩn rồi đỏ. Bây giờ cái mặt căng bóng nhìn rất là sạch đẹp luôn mọi người ha. Thì em sẽ hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật tuần này tại demo show tại Philadelphia của công ty mình nha. Anh chị nào mà chưa đăng ký thì tranh thủ đăng ký đi, chỉ còn vài chỗ trống thôi nha. Và thứ 2, thứ 3, thứ 4 tới sẽ là lớp Lash Professional Eyelash Extension, là lớp nối mi chuyên nghiệp của công ty Journal mình tại Philadelphia. Thì em sẽ hẹn gặp lại mọi người sau vài ngày nữa nha. Thank you mọi người, good night mọi người rất là nhiều.